thì trước khi mà Mai Thi Vân có chồng á, thì khi mà trước có chồng thì ai có quyền ghẹo mình thì ghẹo không quý vị. Nhưng mà thật sự thì trước khi có chồng thì mình cũng tìm hiểu cái người đó như thế nào. Thì mà Vân ra một cái quy định, đó là hát chung với một nam ca sĩ nào đó thì cái người đó không được phép cua Mai Thiên Vân. Yeah. Nếu mà cái người đó cua Mai Thiên Vân thì Mai Thiên Vân sẽ không hát nữa. Nên là có một thời gian á, là giống như Mai Thiên Vân có nói với Đăng, giống như nói với Tuấn Quỳnh là hát với tôi thì không có được cua tôi nghe chưa? Và biết cái tính của tôi không có được đụng chạm gì tới tôi nghe chưa? Yeah. Dạ đúng rồi, có một lần á, dạ đi quay chung thì Tuấn Quỳnh cũng đúng đó, Mai Thiên Vân mặc đầm rất là ngắn. Tuấn Quỳnh có ngồi có nhìn qua nhìn chưa qua. Bao giờ thấy Mai Thiên Vân mặc đầm ngắn không? Nhìn qua thì cũng hiếu kỳ, thấy cực dễ thương đẹp quá. Cái nhìn qua thì vừa nhìn qua thì Mai Thiên Vân nói, Mai Thiên Vân không có nhìn Tuấn Quỳnh nhưng mà Mai Thiên Vân nói Quỳnh nhìn gì đó, không có nhìn mà biết mình nhìn luôn. Trời ơi, mình có một cái dấu hiệu gì mình phải biết phải không quý vị? Ai mà đi mà nhìn một cái người đó chầm chầm phải không? Thì xong cái em mới thấy vậy, thì em mới nói trời ơi, bởi vậy lâu lâu diện đồ sexy bữa mà sao cũng bị phát hiện là sao? Nên là lúc đó thì Mai Thiên Vân mới cảnh cáo Tuấn Quỳnh, ê, không có được chọc kẹo tôi nghe chưa? Nếu mà hát với tôi là đừng bao giờ nha. Thì xong sau đó thì Tuấn Quỳnh có biết và giống như là tôn trọng Vân, thì em thì lúc nào cũng tôn trọng cái người bạn diễn của mình. Và có một cái gì đó quý mến với người đó thôi, chứ còn tình cảm mà yêu đương là không bao giờ có. Nên là các anh, các bạn và các anh dành cho Vân một cái sự tôn trọng, Vân rất là quý. Nên là sau này bạn của Quỳnh hay là tất cả những người khác gặp em thì cũng rất là thương em, bởi vì biết cái tánh của em. Nên là được hát cho quý vị nghe, được kết bạn, được đi các nơi là một cái điều hạnh phúc rồi. Thì mình cái gì đâu ra đó. That's why thì Mai Thiên Vân đi chỗ nào, Mai Thiên Vân muốn làm gì Vân làm, thì ông xã nhà không có sợ gì hết. Yeah. Thì sau đây thì Vân với Quỳnh sẽ hát thêm một bài để tặng quý vị, đó là bài hát được mang tên